Thời gian qua, Thơ Nguyễn dính ồn ào với một sao nhí. Nữ YouTuber được cho là bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt, chảnh chọe khi cả hai có dịp làm việc chung. Dù không nhắc tên cụ thể song nhiều người nhận ra nhân vật được nhắc đến không ai khác là Bảo Ngọc. Vụ việc tiếp tục là tâm điểm chủ đề của nhiều cuộc bàn tán. Giữa lúc này, Thơ Nguyễn bất ngờ đăng tải video giải nghệ. Nữ YouTuber 9X chia sẻ, từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa hay nói cách khác là giải nghệ. Cô nàng cho biết bản thân nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân nhưng từ nạn nhân tôi trở thành người đi hại người khác. Cho nên tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa. Tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ, cô nói. Chỉ trong vòng 2 tháng, Thơ Nguyễn làm dân tình xôn xao với chuỗi lùm xùm. Chỉ tính riêng chuyện tuyên bố giải nghệ cũng là chủ đề nằm trong top 3 bảng xếp hạng từ khóa thịnh hành, đủ thấy tên tuổi cô được quan tâm cỡ nào. Tiếc là, thay vì những điều tích cực, drama này hiện chưa đem lại ý nghĩa gì cho cộng đồng. Về phía Bảo Ngọc, anh trai ruột và gia đình liên tiếp lên tiếng tố cáo Thơ Nguyễn chơi xấu, cố tình hại nữ diễn viên nhí. Anh trai Bảo Ngọc còn đưa ra loạt bằng chứng phản bác lại ý kiến cho rằng Thơ Nguyễn không nhắc đích danh Bảo Ngọc mà tự phía sau nhí nhạy cảm nên tự phản ứng. Cụ thể, anh trai Bảo Ngọc viết, YouTuber này liên tục đăng đàn 6 video trên TikTok với nội dung nói xấu, kể những chuyện bịa đặt, không có thật, ám chỉ em gái tôi và không hề nhắc tên. Người này dặn dò các bạn nhỏ rằng, bạn này là diễn viên X, lớn hơn Uyên, nhỏ hơn Linh, các em không được nhắc tên nha, vì nhắc tên, nhắc đến bộ phim thì chị sẽ xóa bình luận. Tiếp đó, xuất hiện các tài khoản ảo liên tục nhắc tên chỉ đích danh Bảo Ngọc dưới phần bình luận rồi sang công kích các trang mạng xã hội của em tôi. Từ đó, các fan nhí của cô bị dẫn dắt. Để tránh bị các bạn fan hiểu nhầm, Bảo Ngọc cùng chú quản lý đã lên tiếng đính chính thông tin rằng mọi chuyện không hề liên quan đến Bảo Ngọc. Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc, ngờ đâu làn sóng bình luận tiêu cực dữ dội đến từ các fan của YouTuber kia, câu chữ ngày một tiêu cực hơn. Lẽ ra khi thấy các fan nhỏ công kích Bảo Ngọc như vậy, một người lớn, 31 tuổi, như T, nơi chị phải xác nhận ngay rằng đó không phải là Bảo Ngọc để tránh những tiêu cực không đáng có. Đằng này không những im re mà còn mưu mô đẩy thêm các bình luận dẫn dắt dư luận gây chiến tiếp, chứng tỏ mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch bẩn thỉu của người này nhằm triệt hạ người được nhắc đến. Đính kèm bài viết, anh trai Bảo Ngọc tung bằng chứng tố Thơ Nguyễn cố tình dẫn dắt dư luận. Cụ thể, anh trai Bảo Ngọc đưa ra hình ảnh khi một người dùng mạng bình luận chính xác, Thơ Nguyễn xác nhận xong hôm sau sẽ xóa bình luận đó. Chưa hết, anh bức xúc cho rằng mặc dù T, N không nhắc đến tên Bảo Ngọc trong clip nhưng khi có người bình luận tên của em gái anh, cô lại vào thả tim. Anh cho rằng đó là một thủ đoạn khá hay. Bị anh trai Bảo Ngọc réo tên, Thơ Nguyễn không có động thái đáp trả. Trên trang cá nhân, cô vẫn thoải mái chia sẻ cuộc sống hậu giải nghệ từ việc được mẹ mua tặng đất đến việc đổi nghề, chuyển sang làm dãy. Ngoài ra, giữa lúc lùm xùm đang lắng xuống, mạng xã hội còn lan truyền nhau bức ảnh chụp chung của Thơ Nguyễn và Bảo Ngọc. Cả hai còn tươi cười, má kề má. Tuy nhiên, ngay sau đó, dân mạng phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép. Hiện vụ ồn ào của Thơ Nguyễn và Bảo Ngọc vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.